Hello, xin chào các bạn. Chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Nhóc MT. Ok, thì lời đầu tiên cho Nhóc MT gửi đến toàn thể tất cả các bạn một lời chào trân trọng nhất nhé. Chúc toàn thể tất cả các bạn có một ngày mới thật sự vui vẻ, rồi đầy ắp những tiếng cười, đầy ắp những cái niềm vui. Hôm nay thì Nhóc MT của tất cả các bạn sẽ đi chinh phục cái nhà map cuối cùng ở trong phần người chơi đơn. Đó chính là cái hang rồng các bạn nhé. Đây là một cái con bot khá mạnh các bạn ạ. Nên chính bởi vậy là mình cũng chưa biết là clear Han 10 có thể clear nhà này 3 sao không. Vâng, thì mình cũng không nói làm gì khi mà có 8 Infelo này. 8 Infelo và 8 Infelo, 2 Xbox, 2 Ari, 2 cung và 2 mỏ chim. Tất cả đều là của Han 12 thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mức độ nó rất khỏe như thế nào đúng không các bạn? Khi mà quân đội của mình thì hiện tại mới đang là của Han 10 thôi. King Queen đều là của Han 9. King Queen của mình là King Queen 340 thì nó ok hơn một chút. Nhưng mà King Queen của mình thì hiện tại yếu quá nên là mình cũng không biết là có tự tin được không. Nhưng mà rồi ok thì trong quân đội mình là Viki này, bà Lon, nó có con xe bò, thì mình đã mang đi 5 bình băng, 3 lộ và một độc. Quân đội mang đi là 37 bình xương, 4 Barbie, 15 con Archer con King Queen. Rồi ok, mình sẽ không lòng vòng và dài dòng nữa. Và mình sẽ đi quẩy luôn, chinh phục cái hang rồng này nhá các bạn nhá. Vâng, chinh phục nó là và chinh phục nó 3 sao đẹp luôn chứ không phải là chỉ là cái con rồng không đúng không anh em? Rồi ok, rất là khó đấy nhưng mà mình cũng phải cố gắng thôi. Rồi ok, cố lên nào come on. Trận đấu quyết định nào đúng không anh em? Mình sẽ cho con xe bò vào đây. Rồi, xe bò đã được đi xuống rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là xe bò đang bắn rồi. Rồi, Infelo suýt nữa thì nó gồng lên chế độ. Rồi, đi vào nào. Bây giờ thì mình mới cho những cái em xương xương này xuống. Rồi, có lẽ rằng là mình sẽ phải lém luôn một bịch lộ vào đây nữa này. Và mình tiếp tục lém những cái bịch xương này vào các bạn ơi. Rồi. Có lẽ là nhiều xương quá không? Vâng, không biết là có quá nhiều xương không nữa. Mình cũng đang là không biết là nó đang là quá nhiều xương không nữa các bạn ơi. Rồi chúng ta có thể thấy rằng là những cái bình rồi những cái rồi, ôi hay quá, hay quá, hay quá. Vâng, bây giờ con rồng bây giờ mới đi ra. Chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ con rồng mới đi ra. Bây giờ thì mình sẽ diệt con rồng này các bạn nhá. Vâng, diệt con rồng này đây. Mình sẽ diệt con rồng này bằng cái gì đây? Bằng những cái con chơi con. Vâng. Uầy, nó khá khỏe các bạn nhỉ. Nó khá chi là khỏe đấy. Vâng, mình sẽ phải đóng băng nó lại. Đóng băng nó lại, đóng băng nó lại này. Đâu đâu đâu, chơi của mình đâu? Kinh mình sẽ gồng lên nữa này. Vâng, tiếp tục đóng băng mày lại luôn này, chơi luôn này, chơi tới tầm mày luôn này. Liệu rằng có ăn được nó không? Tiếp tục có một bình băng nữa. Vâng, và trận này là chắc chắn là đây là một cái trận 3 sao đến từ nhóc MT rồi. Ui giời ơi, 3 sao đẹp luôn chứ không phải là 3 sao thường nữa. Vâng, và cuối cùng mình đã chinh phục được cái map cuối cùng. Vâng, cái map cuối cùng 3 sao các bạn ơi. Chúng ta có thể thấy rằng là vâng, rồi ôi, thật sự là mình không nghĩ rằng là mình có thể chinh phục được nó. Nhưng mà thật sự là mình đã chinh phục được nó rồi các bạn ạ. Mình đã chinh phục được nó với cái quân đội của Han 10, với King Queen yếu của Han 9 thôi. Chúng ta có thể thấy rằng là hang rồng của mình đã là 3 sao. Vâng, thật sự mình đang quá vui luôn các bạn ạ. Mình không biết tả như thế nào nữa rồi rồi thật sự nó đang là rất vui khi mà chúng ta có thể thấy rằng là hai cái mỏ chim này, hai mỏ chim, 6 Infelo, hai Xbox, hai cung, hai Ari, 8 Hebdomen này, 8 Hebdomen này, và có những cái mỏ dầu vàng này, có cái đầu rồng này thì các bạn có thể thấy rằng là cái con rồng này nó hút đam cực khỏe luôn. Nó có thể bắt một phát là đai luôn cái em Queen các bạn nhá. Queen chỉ một thổi thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem là Queen nó sẽ chỉ một thổi nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Vâng, đây các bạn có thể thấy rằng Queen chỉ một thổi là không cần thổi thứ hai này. Đây, Queen của mình này.
Đấy, các bạn có thể thấy không? Vâng, Queen chỉ một thổi của nó thôi. Không cần đến cái thổi thứ hai thì chúng ta biết là cái con dòng boss nó như thế nào rồi, đúng không anh em? Nhưng mà thật sự mình đang rất rất vui rồi khi mà mình đã chinh phục được cái con dòng boss này rồi. Rồi, rất tiếc là mình cái map này thì lại không có cái quay lại, nên chính bởi vậy là mình cũng không biết quay lại cho anh em kiểu gì. Nhưng mà thật sự là mình đã chinh phục xong, và từ bây giờ đổi đi thì mình sẽ củ hành cái con dòng này bằng tất cả các bình các bạn nhá. Rồi thì hôm nay cái video của mình kết thúc đến ở đây thôi. Hẹn tất cả các bạn vào những cái video sau nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nếu thấy hay hãy nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh của mình để có những cái video mới nhất các bạn nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.